Được cho chị, em Lily xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh các chị về cái mẫu lính hạt móc khóa phun xương này nha. Đây là một mẫu rất là mới và cũng như là rất là hot và các bé rất là thích luôn. Thì những cái mẫu hạt móc khóa phun xương này thì sẽ giúp cho các bé nhà mình là tăng sự tư duy nè, cũng như là kiên nhẫn và giúp cho các bé kích thích được cái sự mà thử kiểu như chinh phục thử thách đó nha mấy chị. Đó là các bé sẽ tự làm ra những cái nó sẽ có những cái hộp như này, về họ các bé sẽ tự đính ra những cái hình dạng như này nè, đó là làm thành cái móc khóa của mình, cũng như đó là cái đó là tự tay các bé sẽ làm ra được những cái mà móc khóa tự tay các bé thì các bé sẽ rất là thích luôn nha. Đây thì cái mẫu này thì nó có, đây là em đang cầm cho tay là nó là hạt móc khóa phun xương size nhỏ, thì cái này thì nó chỉ có 2000 chi tiết thôi. Đó thì em có rất là nhiều cỡ, như là 3000 chi tiết nè, rồi 4800 chi tiết, đó rất là nhiều luôn nha. Thôi thì cái mẫu này thì nó sẽ khác ở chỗ này là họ nó là loại bỏ trong hộp và loại bỏ trong túi như thế này, nhưng mà cái chi tiết thì cũng như nhau thôi, nhưng mà nó chỉ khác là cái hộp thôi. Đó mang mấy chị, đó thì mình mang mấy chị thích tao mẫu có hộp hay không hộp thì đó là tùy theo nhu cầu nha. Đó thì cái này thì diện chị lấy cho mấy chị xem nha. Thì cái này là nó là dính hạt rồi xong rồi nó xịt nước lên này nó sẽ thành một cái móc khóa đó mấy chị. Đây thì trong một bộ thì nó sẽ có là đây là chai nước, đây là một chai nước nhỏ, và ở trong đây nó đây là một chai nước nhỏ này, rồi có hai cái đồ, đây là cái đồ đắp hạt, hoặc là cái bí này mình không có lắp được á thì mình có thể bỏ vô trong cái lỗ này nè. Đó là khi mà mình bấm này nó sẽ xuống hộp. Cái này thì em có video ở trên fanpage luôn, nhưng mà em vẫn muốn là quay để cho các anh các chị xem chi tiết hơn. Ở đây thì nó sẽ có hai cái miếng như thế này. Đó thì trong này là nó hiện lên những cái hộp này. Đó nó hiện lên những cái lỗ lõm để cho mấy anh mấy chị cho các bí ấy hộp vô á. Đó thì nó sẽ có rất là nhiều hình. Đây, nó sẽ có rất là nhiều hình như thế này luôn nha. Đó khi mà các bí mà muốn đính hạt á thì là các bố mẹ sẽ cắt cho bé các bí cái hình như thế này. Xong sau đó là các bí muốn cái kiểu như cái hình dáng của cái móc khóa của mình nó là hình vuông hay là cái hình lục giác như thế này á thì bố mẹ bỏ lên trên này nha. Đó này, đó bỏ xem mà cho cái hình nó khớp với lại những cái hộp ở trên này nè. Đó là khi là các bé là chỉ cần lấy những cái hộp này đó, nó có màu gì đó, rồi xong rồi họ các bé sẽ gấp và bỏ tương ứng vô trong những cái hộp này nha mấy chị. Đó khi mà ấy xong á thì mình sẽ có cái chai xịt nước này nè. Đó khi mà các bé ấy khớp lên những cái hộp lên trên hình như thế này á, cái khung á, thì các bố mẹ sẽ lấy đổ nước sẵn cho tay cho bé này, xong sau đó xịt lên về chờ tầm mấy anh chị sẽ chờ tầm mười mấy phút á. Đó rồi sau đó là mình sẽ lấy cái cây này nè. Đó mình sẽ lấy cái cây này xong rồi mình dít ở dưới khúc này nè, dít lên đó là nó sẽ thành một cái móc khóa luôn. Đây là những cái đồ để cố định nồi này nè. Đó sẽ thành một cái móc khóa y chang như trên này luôn. Đó sẽ thành những cái móc khóa như này nè. Đó và cái khi mà các anh các chị ấy vô thì nó sẽ cái móc khóa này thì nó sẽ dẻo và nó sẽ không bị gãy hay là cái gì hết. Đó rất là hay, rất là tiện luôn á mấy chị, rất là thích luôn. Mua mấy cái này về cho các bé chơi thì các bé sẽ rất là thích luôn nha. Đó trong một quyển sổ này thì nó sẽ có rất là nhiều hình luôn nha mấy chị. Đó rất là nhiều hình luôn, thì theo hồ cho các bé mình đính hạt lên nha. Đó rất là đẹp. Thì cái bộ em đang cầm đây là bộ 2000 chi tiết. Đó thì nó sẽ có 2000 chi tiết, còn cái bộ này thì nó sẽ nhiều hơn. Đó, nó sẽ có thêm cái khung gì đây nữa nè, khung tranh nữa nè. Đó rất là nhiều luôn nha, nó xỉu á. Đó rất là nhiều, và có một cái cột để các bé có thể mở đổ cái hạt vô trong này. Đó rất là tiện luôn. Đó thì một bộ 2000 chi tiết thì chỉ có 125.000 thôi, và các bộ cao chi tiết hơn thì nó cũng sẽ có giá rất là ok và phải chăng, nên là các bố các mẹ cứ mua cho các bé mình chơi nha. Đây cái mẫu này thì nó giúp cho các bé sự thông minh cũng như là sáng tạo, kiên nhẫn đó, để tạo ra một cái sản phẩm đầu tay đó. Thì mấy chị cái mẫu này thì cứ nhắn tin vào fanpage bên đi, sẽ có nhân viên bên đi chỉ tin nhắn nha. Đó, tạm biệt mọi người, để xem video, cảm ơn mọi người.